Mẫu loa siêu tép 1 triệu một đôi, có hai cấp độ siêu tép, tép. Mẫu này mình đang ship khắp Việt Nam là 1 triệu một cặp. Loa tép đấu và đít loa, đít âm đi, đít cục đẩy. Đây là mẫu tép nam châm xịn, hàng nhập khẩu China. Đây, thủ nam châm xịn nha. Trang bị chống cháy, hàng chuẩn xịn, sản xuất tại Việt Nam. Đây, 1 triệu một đôi. Dùng cho các loại cục đẩy âm ly đều được. Dùng cho các loại loa bát từ 20 đến 50. Dùng cho các loại loa full, loa cây, loa đứng, loa nằm. Đây là mẫu tép hàng chuẩn xịn, ưu tú. Hàng loa xịn, khung gỗ cực đẹp, khung màu đen, khung màu gỗ. Hàng bên mình đang ship khắp Việt Nam. Đây là cặp tép nét gấp 3 lần tép bình thường. Anh em về test kiểm thử, ok thanh toán. Dùng cho các loại dòng loa, loa cây, loa full, loa đứng, loa nằm đều được. Hàng bảo hành 1 năm. Anh em về test kiểm thử, ok thanh toán. Khung gỗ cực đẹp, chiều cao 16 phân, phễu 12 x 12. Đây là từ 9 x 3,5. Trang bị chống cháy 100%. Dây dài 1 mét rồi. Hàng chuẩn xịn nha. Anh em muốn mua loa chuẩn xịn, hát karaoke không sợ cháy thì liên hệ với Lưu Bắc Cạn. Đây là cặp tép trang bị chống cháy tốt nhất thế giới, 1 triệu một đôi, bảo hành 1 năm. Ngoại có hai cấp độ, mỏng tép, dày tép, chất âm cực đỉnh. Ok.